Xin chào các bạn, mình là bên nhóm review Đà Nẵng 4.0 và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một phòng khách sạn bình dân nhưng đầy đủ tiện nghi và rất là đẹp, và nó cách mặt biển có 100m thôi, rất thuận tiện cho các bạn nào muốn đi tắm biển. Đấy, văn phòng đầy đủ tiện nghi các bạn nhá, và giá rất là mềm, giá chỉ từ 300.000 đến 800.000 vào các tháng bình thường thôi. Nhưng mà vào tháng cao điểm, tháng 4 trở đi đến tháng 9 thì giá nó có thể tăng lên 100.000 hoặc 150.000, bởi vì mùa cao điểm mà. Đấy, nhà vệ sinh này, có cả bồn tắm này, bình dân mà có bồn tắm này, rất sạch sẽ. Và tiếp theo là cái phòng này là phòng một giường to và một giường nhỏ, có giá từ 500.000 đến 600.000. Nếu các bạn ở thêm người á, thêm một người thì giá phụ thu vào khoảng 50.000 100.000, cái đấy các bạn phải hỏi lễ tân. Và địa chỉ ở đây là số 100 đường Hồ Xuân Hương các bạn nhá, các bạn nhớ địa chỉ là 100 Hồ Xuân Hương. Rồi chúng ta tiếp đây. Đây là nhà tắm này. Ui, nhà tắm rất là đẹp luôn. Phòng bình dân mà được nhà tắm như này cơ. Và cái phòng đây, cái phòng này là phòng dành cho hai người. Nó giá nó chỉ được 300.000 vào những ngày thường thôi, còn những ngày lễ Tết có thể tăng lên 100.000 hoặc 150.000 gì đấy. Nhưng mà nó gần mặt biển thì giá cũng khá hợp lý. Đây, tiện nghi tủ, tivi, điều hòa đầy đủ nha. Đây nhà vệ sinh này, này có cả bình đun nước nóng này. Tuy nhiên cái phòng này thì nó không có view city, rất tiếc. Và đây là cái bảng giá mà ở trên quầy bar, đấy các bạn có thể thấy nhé.